Xin chào các bạn, lại là Nhím Sinh Review đây. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi series con người bị nhiễm ký sinh trùng và cách giải quyết nha. Cô nàng trước mắt các bạn dở hơi vãi cả chó mèo khi giữa trời chưa nắng nóng không ở nhà mà lại thích ra giữa rừng để tập yoga. Mà trong khu rừng có rất nhiều những con ký sinh trùng gớm ghiếc ở đây. Vì quá mải tập nên cô nàng không để ý những con ký sinh trùng đã bám vào nách của cô ấy. Cái kết là vùng nách bây giờ đã trở thành địa bàn của đám giòi bọ luôn rồi kìa. Trước tiên chúng ta hãy tiêu diệt mấy con nhện độc kia trước bằng kim tiêm, nhớ là dọn xác bọn chúng sạch sẽ nữa nha. Sau đó là gắp ngay mấy con sâu gióm lông lá và những con giòi này ra đi nè. Trời ơi, con nào con nấy cũng béo múp rụp lên rồi kìa. Mà bọn giòi này chắc là đàn em của Khá Bảnh hay gì á? Chúng nó đang quẩy Vina Hao nhiệt tình như việc của mình trong nách của cô ấy. Mà bạn nào đang ăn thì tiếp tục ăn giòi đi nha. À nhím nhầm, tiếp tục ăn cơm đi nha, hi hi. Xử lý xong đám giòi gớm ghiếc kia thì tiện tay nhổ luôn cây nấm độc ra kẻo nó ăn sâu vào mạch máu hơn đó. Sau cùng hãy tiêm cho cô ấy mũi thuốc lành da để se khít phần thịt bị giòi ăn. Nếu vùng da đó bị sạm đen thì thoa lên một chút kem Vaseline là được nè. Uống ba la sô cola, nách lành rồi thì lần sau ở nhà mà tập yoga dùm em cái, cứ ngựa ngựa ra rừng tập làm chi không biết. Câu chuyện tiếp theo là của anh chàng da đen vừa chui từ bãi rác tới phòng khám của nhím để làm đẹp. Ôi trời ơi, ông anh này lâu lắm rồi không tắm nên người ngợm khắm thật sự á. Trước tiên chúng ta hãy giúp anh ấy trải bộ tóc bù xù này đã, sau đó là tỉa tót cho anh ấy bộ ngói cho gọn gàng đã nè. Trên mặt có nhiều bùn đất quá thì dùng bông tẩy trang để lau sạch giúp anh ấy luôn nha. Ông anh đã đen đã bẩn rồi lại còn để râu, thôi thì để em cạo dùm râu luôn cho nhá. Lông mũi dài quá chúng ta hãy sử dụng keo wax để giật ra hết nha. Trời ơi, nhìn thôi mà đã thấy thốn rồi. Những cái mụn bọc đầu đen trên mặt thì xử lý rất đơn giản. Các bạn chỉ cần dùng tay bóp mạnh để cho những nhân mụn đầu đen ra hết rồi dùng cồn để lau sạch đi là được. Cái mụn nào to quá không dùng tay nặn ra được thì hãy lấy cây nhíp để gắp ra hết nha. Trời má ơi, mấy cái mụn này nhìn cứ như mấy cây nấm vậy, tí đem xào với thịt bò thì hết nước chấm. Cái cục mụn sưng u trên trán thì lại chích một lỗ bên ngoài, sau đó là nặn để cho dịch mủ chảy ra hết là được nha. Ten 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 ten, khi đã sáng sạch mịn thơm rồi trông ông anh cũng không tệ đâu đó, có ai xin info không nhím cho nè, hi hi. Câu chuyện tiếp theo là của cô nàng suốt ngày thức khuya để xem phim sẽ gầy. Vì suốt ngày thức khuya nên nội tiết tố thay đổi vậy nên khuôn mặt của cô ấy nổi lên đầy mụn luôn kìa. Để xử lý trường hợp này chúng ta hãy dùng muối khoáng để lau sạch mặt cho cô ấy trước các bạn nhé. Những cái mụn bọc to đùng thì hãy chích một lỗ sau đó dùng tay nặn thật mạnh để nhân mủ chảy ra hết. Những cái dịch mủ này các bạn nhớ lấy bông thấm vào, đợi hôm nào nhà hết dầu ăn thì đem ra lau chảo sau đó chiên cá ăn thì hết sẩy con bà bảy luôn đó. Hi hi nhím chỉ đùa thôi các bạn đừng tưởng là thật đấy nha. Nhưng phải công nhận những cái dịch mủ được ép ra nhìn sướng con mắt thật chứ. Xử lý mụn xong thì chúng ta sẽ điều trị da mặt bằng phương pháp mới đó là cho những con ốc sên lên mặt cô ấy. Dịch nhầy của ốc sên là một loại thần dược luôn đó các bạn. Nó có thể làm sạch lỗ chân lông và điều trị mụn cực tốt. Cuối cùng chúng ta hãy đắp dưa chuột lên cho cô ấy để cô ấy thoải mái nè. Uống ba la xì bùa, khi đã khỏi bệnh thì trông cô ấy tươi tỉnh xinh xắn thật sự á. Nhưng lần sau đừng thức khuya nữa không lại lên mụn tùm lum luôn đó. Cùng đến với câu chuyện kế tiếp của cô nàng thích đội mũ len mọi lúc này. Cô ấy dở hơi vãi cả chó mèo khi lúc nào cũng đội mũ len nên cái đầu bây giờ đã trở nên viêm nhiễm. Trên đỉnh đầu thì lở loét đã vậy còn có rất nhiều những con cháy nữa kìa. Chỉ nhìn mấy con cháy bò trên đầu thôi mà mình đã cảm thấy ngứa ngáy hết cả chân tay rồi. Phải giúp cô ấy gấp ngay mấy con cháy kinh tởm này xuống. Sau đó là cạo bỏ đi nốt những phần tóc còn sót lại. Phải cắt bỏ tóc đi thì mới xử lý những vùng lở loét và nấm đầu được. Những cái mụn nước ở trên da đầu hãy nhanh tay nặn cá nhân đen ra để cho mụn xẹp xuống nha. Còn mụn bọc thì dùng dao rạch ra một đường cho phô mai suốt dẻo chảy ra. Bạn nào ăn bánh mì khô quá thì đem ra đây hứng nè, nhím cho hết đống phô mai này luôn á. Quẹ quẹ. Xử lý mụn xong chúng ta hãy bôi kem Vaseline lên trên đầu cô ấy vào những vùng vết thương hở nha. Nhớ xoa đều để kem có thể thẩm thấu vào lỗ chân tóc nè. Ôi trời ơi, thật sự ảo ma Indonesia, khi mới bôi thuốc vài giây mà đầu của cô ấy đã lành lặn trở lại rồi này. Nhưng lần sau nhớ là đừng đội mũ len suốt ngày kẻo lại bị lở loét lần nữa đó nha. Cùng đến với câu chuyện cuối cùng của cô nàng công sở này đây. Vì đặc tính công việc nên suốt ngày cô ấy phải đi giày cao gót, thế nên cuối tuần cô ấy tranh thủ tới phòng khám của nhím để kiểm tra ngón chân. Trời má ơi, ngón chân của cô ấy đã bị nhiễm trùng nặng rồi. Để xử lý trường hợp này chúng ta hãy sát khuẩn vết thương trước, sau đó là xử lý những cái mụn nước nha. Hãy lấy hai cây tăm bông sau đó ép thật mạnh bên ngoài cho dịch mủ bên trong chui ra hết. Tiếp đó là nhặt cái da chết đã biến màu đen xì này ra. Ngón chân dài quá thì cũng phải cắt đi để còn xử lý vết thương nữa. Ui con mẹ nó, không ngờ bên trong móng chân còn có cả giòi nữa kìa. Do vết thương chảy máu mà không chịu vệ sinh sát khuẩn bằng nước muối nên đã bị lên giòi đó mấy bạn. Vậy nên các bạn lưu ý nhớ là khi bị thương phải sát khuẩn thường xuyên nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục xử lý tới ngón chân cái bên kia. Xịt một chút cồn để cái nấm này mềm ra chút. Sau đó hãy gắp cái nấm mọc trên chân này ra. Nhớ là phải gắp hết cả chân nấm ra kẻo nó lại mọc trở lại đó.
xử lý xong thì lại cắt móng chân kiểm tra xem có giòi không, nếu có thì gấp giòi ra rồi nặn nốt mấy cái mụn xung quanh đi là được. Sau cùng là thoa lên chân thuốc đặc trị của gia truyền để lại là ok nè. Úm ba la xì bùa, chân của cô em thư ký lành lại rồi nè, ảo diệu thật đấy. Vậy là những trường hợp bị nhiễm ký sinh trùng ở người đã được Nhím Sinh review rất chi tiết về cách xử lý rồi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Nếu thấy hay thì hãy cho Nhím Xin một like để ủng hộ Nhím nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.